trong tam thương, nghe từng trong tranh bạc giữa cuộc đời, héo hòn như mảnh đời trắng trời miền Trung. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Câu chuyện âm nhạc của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Trong những giây phút đầu tiên của chương trình, chúng ta đã được thưởng thức giai điệu của ca khúc Đêm Gầy, một sáng tác của nhạc sĩ Thái Phú qua phần thể hiện của ca sĩ Khắc Huy. Và trong chương trình Câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay thì chúng tôi có dịp gặp gỡ với nhạc sĩ Thái Phú để cùng anh nghe lại ca khúc Đêm Gầy cũng như nghe anh chia sẻ những cảm xúc thú vị xung quanh ca khúc này. Xin chào nhạc sĩ Thái Phú, rất vui được gặp anh trong chương trình hôm nay. Xin chào Phi Trâm. Xin chào khán giả xem đài. Đêm Gầy là một ca khúc mà anh sáng tác về đề tài xã hội. Đây là một đề tài rất là khó trong âm nhạc. Vậy thì anh có thể chia sẻ lý do vì sao mà anh chọn đề tài này để sáng tác cho ca khúc Đêm Gầy ạ? Như Vi Trâm cũng đã biết, miền Trung của chúng ta thường phải chứng kiến nhiều cơn bão, nhất là vào tháng 11, tháng 12. Và chính vì điều đó, nó làm cho anh lúc nào cũng day dứt, nhất là bão đã mang đến nhiều tang thương, nhiều sự chia ly và mất mát, khiến cho bao gia đình phải sống trong cảnh lầm than. Qua ca khúc này thì anh muốn gửi gắm một cái thông điệp: chúng ta hãy biết chia sẻ những cái đau thương, những cái mất mát của người dân miền Trung, nhất là những khi bão về. Và chất liệu của ca khúc này khá lạ đúng không anh Phú? Mang âm hưởng dân gian nhưng mà với tinh thần rất là hiện đại. Và tại sao anh lại chọn chất liệu này ạ? Câu hò khoan, câu dân ca cũng thường là theo chúng ta từ khi tiếng âu ơ của mẹ mà tới khi lớn lên. Và anh được sống trong đó, anh được sống trong câu ca dao, trong lời ru của mẹ ngay từ nhỏ. Chính vì điều đó nó cũng ám ảnh theo, nó ám ảnh trong ca khúc của anh khi mà anh viết. Và đặc biệt khi viết về miền Trung và viết về những cái mảnh đời khó khăn. Chính vì điều đó trong cái ca khúc Đêm Gầy, anh muốn sử dụng chất liệu dân ca đương đại. Qua qua chất liệu này, anh muốn thể hiện cái sự giằn xé, cái sự đau đớn, cái sự chông chênh của cái nghèo thì nó đi liền với lại cơn bão luôn. Trong tương lai thì nhạc sĩ Thái Phú có tiếp tục sáng tác những cái đề tài về xã hội này không? Và những dự án âm nhạc sắp tới của anh là gì? Anh có thể chia sẻ cho Vi Trâm cũng như quý vị khán giả được biết được không ạ? Trong tương lai, anh sẽ tiếp tục viết những ca khúc về thành phố của chúng ta, về thành phố đáng sống, và cái đề tài về xã hội sẽ tiếp tục được anh khai thác để làm sau đó sẽ chuyển tải nhiều hơn nữa đến khán giả cái sự trăn trở, cái sự đau đớn của cuộc sống này đối với những mảnh đời đang còn rất khó khăn. Và nhất là qua cái ca khúc Đêm Gầy cũng như là qua những tác phẩm mới của anh muốn viết thì anh muốn gửi một thông điệp, đó là sự chia sẻ, sự sẻ chia với những mảnh đời đang còn rất khó khăn giữa cuộc sống này. Và một lần nữa rất là cảm ơn nhạc sĩ Thái Phú đã nhận lời tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay và chúc anh thành công trên con đường sự nghiệp của mình.
Và thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình câu chuyện âm nhạc ngày hôm nay thì xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức lại ca khúc Đêm Gầy, một sáng tác của nhạc sĩ Thái Phú qua phần thể hiện của ca sĩ Khắc Huy. Bao dòng vẫn thét gào đêm về quằn đau trong tang thương, nghe từng trông chênh bạc giữa cuộc đời, theo hòn những mảnh đời trắng trời miền Trung quê hương tôi, bao trông trên vai mẹ xa biển biển, đôi tay tựa vào đêm, nhà tranh liêu xiêu rồi.